đó, cái cuốn sách bí quyết võ công. Mừng quá thì tôi mang về đọc. Mà thầy trong đó thầy dặn từ cái trang đầu cho tới trang cuối, trang đầu mới mở ra thầy dặn, khi mà đạt được đỉnh cao của võ công này đó, cái người võ sinh á phải đi tém bài tém, có nghĩa là phải đi từ trên xuống dưới, không được nhảy vọt lên á, sẽ không kết quả, không thành công. Thì Thiện Tôn mới lật tới cái trang kế tiếp thì có ghi nè: nếu võ sinh nào muốn đạt tới đỉnh cao của võ công, bắt buộc phải thiến. Đọc tới đó là con với nó là hú hồn luôn rồi. Con nói thôi cái chuyện này thì để ta không dám rồi, tại ta còn nhan sắc, ta không bao giờ ta bu ta làm cái chuyện này hết. Cái Thiện Tôn mới nghĩ thằng nó tham mà. Quý vị thấy thời gian vừa qua nó nhắn không? Nó tham. Cái nó thôi sư huynh ơi, hy sinh đi, kệ, trước sau rồi một liều hai bảy cũng liều, để chơi đi, làm đó kết đầu quê ngay. Rồi sau đó đau đớn rồi như thế này thế nọ, nhưng mà chấp nhận hy sinh vậy, chỉ cái lòng tham mà muốn làm CQ tay gạt cho Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà khi lật tới cái trang kế tiếp, nếu không thiến cũng không sao. Tại nó tham. Mà quý vị có từ trước giờ quý vị có coi trên net không? Trên net quý vị có thấy là Trương Tấn Sang mà nó đi qua bên Trung Quốc đó, nó cầu cứu của tụi Trung Cộng không? Bây giờ con mời Thiện Tôn lên, Thiện Tôn đóng vai Trương Tấn Sang. Dạ con kính mời sư phụ đứng lên để cho Thiện Tôn nó thỉnh sư phụ. Sư phụ đóng vai là của Thái Tú Tập Cẩn Bình. Tập Cẩn Bình hả? Dạ Tập Cẩn Bình. Sư phụ vậy là người hiền nha, không có đặt. Dạ không có, dạ. Đợt này đóng vai thôi sư phụ. Dạ đóng vai thôi. Dạ bây giờ là biết khi có trên nét là thấy y chang Trương Tấn Sang đó, nó qua bên đó nó cầu kiến. Quý vị thấy giống không quý vị? Quý vị thấy không? Thấy chủ tịch nước mà của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà khi gặp phái đoàn của Trung Cộng á là như vậy á, phải nói hèn hạ độ đó không? Mà chưa hết đâu quý vị, tại vì Nguyễn Tấn Dũng á, nó nghe Thiện Tôn mà nổi danh á, là nó nhờ nó nghe được một câu chuyện mà về lai lịch của ông Thiện Tôn, nó mới sợ ông Thiện Tôn. Số lần Thiện Tôn á, bữa đó nó xuống, nó từ San Jose, nó lái xe 2 tiếng hồ, nó xuống Sacramento để thăm con. Thì hai anh em mới ra quán cà phê ngồi á, mới uống chừng nửa ly cà phê, nhìn ra chiếc xe bị mất quý vị ơi. Xe Thiện Tôn á bị mất. Mất mặt quá trời, bạn bè mình nó từ San Jose lên mà chơi với mình mà để mất xe. Nhưng mà tụi Sacramento tụi con á lại không có biết, mấy thằng vũ đảng đó nó không có biết danh của ông Thiện Tôn. Thì Thiện Tôn đó thấy mất xe rồi vô, xin lỗi cái gì nha, nó đập bàn cái rầm, mấy cái ly cà phê nó cũng có cái muỗng cái văng lên, rớt xuống mà trúng ngay cái ly mà nó vừa đập lên. Quý vị thấy nó tài không? Thì đám nó sao vừa nói xong cái Thiện Tôn nói: bây giờ tao ra lệnh cho tụi bay nha, trong vòng 5 phút thôi á, nếu tụi bay không có mang xe tao mà trả lại á, tao sẽ xử giống như tuần vừa rồi á, tao xử mấy cái đám ở dưới San Jose. Quý vị nghĩ sao? Nghe phải sợ phải không? Tại cái đám mà trên xứ con là Sacramento á, nó chưa nghe danh Thiện Tôn, tại ở xa mà. Thì khoảng 3 phút sau á, thì tự nhiên tụi nó sợ quá, nó nghe xử giống như nó xử tuần vừa rồi mà ở dưới San Jose thì quá sợ rồi. Nó mới mang xe ra, nó trở lại, nó trả lại cho Thiện Tôn. Nó vừa trả lại mà nó quỳ, nó lại Thiện Tôn: đại ca ơi, bây giờ tụi em không biết đại ca, tụi em lỡ dạy, tụi em lấy chiếc xe đại ca, bây giờ em nghe em biết đại ca rồi, em trả lại xe cho đại ca, nhưng mà đại ca phải chỉ cái mánh gì mà cho tụi em biết mà đại ca xử tuần vừa rồi mà ở dưới giống như San Jose mà tụi nó sợ đại ca quá đó. Thì tuần vừa rồi tao ở dưới San Jose, tao cũng mất chiếc xe vậy đó. Cái tao ra ngoài, tao lấy phone, tao móc lên, tao kêu taxi chở tao về, chứ có cái gì đâu. Rồi, tại vì thời tiết nó hơi nóng, thầy đem cho hai cái ông hề của hệ thống đồng viên để mà diễu cho quý vị vui. Vì tôi trở lại cái vấn đề nha, vấn đề nãy đó. Quý vị phải tụng lăng nghiêm cho thầy, dứt khoát. Quý vị muốn tránh quan gia trái chủ, thứ hai, tụng 3 năm mà tôi không đòi hỏi quý vị tụng buổi sáng, buổi chiều, ngày nào rảnh lúc nào tụng lúc đó, không có kẹt vào thời gian. Không tụng được. Bởi vì mình download cái dĩa của thầy trên mạng, nghe viết rồi nó quen. Đi trên đường á, mình mở vô cái máy DVD đó, mình mở nghe viết nó quen. Là như vậy đó,
khi mở cái chú Lăng Nghiêm nó trên đường đi đó, quý vị nghe riết quý vị cũng sẽ thành quen. 3 năm rồi bắt đầu quý vị mới đủ 3 năm quý vị bắt đầu tụng qua cái tâm chú, mỗi 1108 tâm chú nó ngắn lắm quý vị, nó ngắn như là chú thích chú dẫn sanh rồi vậy thôi. Rồi quý vị tụng mỗi ngày một chuỗi như vậy, quý vị tụng như vậy lẽ lắm, có người mà siêng năng á, quý vị ngồi quý vị tụng một ngày có khi là tụng mấy ngàn chư chuỗi lần á, tụng làm sao đủ 1 triệu biến là quý vị bắt đầu sử dụng pháp hoa được rồi. Và sau khi sử dụng như vậy đó thì quý vị là cái kinh quán vô lượng thọ nha, vô lượng thọ là khác nha, mà quán vô lượng thọ khác. Đầu tiên á, cái bốn kinh này thì quý vị phải buổi chiều mặt trời vừa lặn xuống, quý vị ra ngồi nhìn cái tướng mặt trời màu tròn có quý vị. Quý vị ở đâu mà khi chiều, buổi chiều nhất là ở vùng bờ biển ở đâu mà mặt trời nó lặn mà nó đỏ đỏ đó, quý vị ngồi đó nhìn. Quý vị không cần tụng mà mở mắt nhìn cái mặt trời một buổi chiều á, nó gần sắp lặn á. Cái mặt trời kia quý vị hư mắt á, mặt trời nó chiều, nó gần lặn rồi đó. Quý vị nhìn mặt trời đó, cho cái khi nào cái hình ảnh mặt trời đó quý vị nhắm mắt lại mà cái mặt trời nó vẫn hiện trong trí quý vị đó, là qua the level 1, tức là quá cái tướng phương Tây, đứng hướng về phương Tây mặt trời lặn, cái bà mặt trời nó đỏ vô trong cái đó rồi. Qua thứ hai là khi mà đó quý vị chờ những xíu có tiết như vậy mới bán được nè, ở đây Phila tháng nào tiết đổ quý vị, ở bên miền Đông này, ở những người ở mà Boston rồi tháng nào tiết đổ nhiều hả? New Jersey cũng vậy hả con? Thì khi mà tiết nó đổ nhiều trắng đó quý vị, có cái vườn mà khi mà quý vị ra nhìn mà ngày nào mà xuống mà sáng xó hết như nào quý vị, cây cũng trắng, đường cũng trắng có không? Thì quý vị bắt đầu ngồi đó, quý vị nhắm mắt mở mắt nhìn cái cảnh trắng này, quý vị quán đây là đất lưu ly lên cõi cực lạc. Trong kinh vô lượng thọ có nói nha, chứ không phải thầy không đa chế nha, ông Dưỡng là nói vậy cho thầy là nói đáng nghe nè. Quán cái cảnh trắng tiết đó đó, là cái cảnh đó là quán vô lượng thọ, là quán tưởng cái cảnh của Đức Phật A Di Đà là đất bằng lưu ly, nó trắng nó đẹp như vậy đó. Rồi quý vị quán như vậy mà buổi sáng á, là lúc đó tiết nó vừa ra nó khô rồi, cái mặt trời nó chiếu lên quý vị thấy không, nó lóng lánh những cái ánh sáng đó đó, là quý vị quán chừng nào mà quý vị nhắm mắt lại mà quý vị thấy được cái hình ảnh mà đất tiết trắng đó, là qua giai đoạn thứ hai. Level thứ ba là quý vị không cần quán cái cảnh đó nữa, mà quý vị lấy bất cứ tượng Phật A Di Đà nào trong nhà quý vị, mỗi một ngày không niệm Phật mà ngồi lên đó thắp một cây nhang, nhìn làm sao mà trong một cây nhang đó quý vị không nháy mắt, nhìn cái tượng Phật A Di Đà trong một cây nhang kêu là một hương, không nháy mắt. Rồi nhìn được một hương là làm sao nhìn tới hai cây nhang mà không nháy mắt. Rồi nhìn tới ba cây nhang, chừng nào quý vị nhìn được 10 cây nhang. Và quý vị, 10 cây nhang là lâu rồi nha quý vị. Cái ngày đó quý vị phải kêu là Phật thất, là cái ngày đó quý vị phải từ ví dụ đi tiểu ra thôi, chứ quý vị đã nhìn được 10 cây nhang. Một cây nhang thường thường nó cháy là nó khoảng 1 tiếng đồng hồ đó quý vị, có không? Trung bình có cây nhang dài nhang ngắn, nhưng mà trung bình bao nhiêu quý vị? 45 phút. Thì quý vị nhìn 10 lần như vậy đó là 4 giờ, quý vị nhân là chúng ta coi gần như 10 tiếng thì 7-8 tiếng đi. Thì cái thời gian đó mà quý vị niệm rồi, nhìn rồi, thì bắt đầu quý vị không còn nhìn Phật A Di Đà nữa, mà quý vị lên tượng Phật cũng lại Phật, đồ phát nguyện nhãn sanh xong rồi quý vị nhắm mắt lại, mà cái hình ảnh của Phật Di Đà nó sẽ nằm trong đầu quý vị được một cây nhang. Nhắm mắt rồi nó nằm lại trong hình quý vị một cây nhang, như là nó in vô trong trí quý vị đó. Thì lúc đó là quý vị được đạt được là coi như là dưới cái trình độ đó đó, quý vị nhắm mắt rồi bắt đầu khi mà quý vị sử dụng pho hoa đó, sử dụng pho hoa đó, mà tới giờ chó không nóng nó như vừa rồi thầy sử dụng ở tại bệnh viện New Jersey, thì rờ cái tay lên thì nhìn cái Phật A Di Đà đúng không, và thầy nhắm mắt rồi thầy niệm chú, thì lúc đó đó hình ảnh của Phật A Di Đà thầy chỉ nhìn một cái là tự động nó bóc từ ở trong tạng thức. Vì quý vị đã đưa được 10 cây nhang rồi, nó đã in vào ở trong cái memory của quý vị giờ rồi. Mà quý vị nhớ nha, lúc đó đứng trong bệnh viện quý vị nhìn lên Phật Di Đà một cái là quý vị giống như là cái chìa khóa quý vị thất vào trong cái tạng thức quý vị, trong cái áo quý vị, và lúc đó cái hình ảnh Phật Di Đà lấy ra, thì quý vị mà đứng tụng như vậy đó mà quý vị giữ được hình ảnh của Phật Di Đà nửa tiếng đó, là cái người đó là bắt đầu là được giảng sanh ngay. Đó là phương pháp pho hoa, bữa nay tôi nói ra, nhưng mà cách hành trì quý vị tùy quý vị đó. Nó rõ ràng phương pháp pho hoa là sử dụng thần chú giảng sanh và kinh quán vô lượng thọ cộng với cái đạo lực của Thủ Lăng Nghiêm. Do đó cái vị này connect được với cái cảnh giới. Tại sao vậy? Khi đó trong thời gian người đang nói chết, người đó không còn sử dụng cái thân tứ đại của người đó, người đó còn cái tâm thức. Thức thứ 8 là cái thức quyết định tất cả những cái thiện ác trong cả cuộc đời, cái memory đó quý vị. Và tôi hỏi quý vị ở trong này ai đã từng đi lính quân trường Thủ Đức KBC 4100 đưa tay tôi coi. Còn đưa tay xuống. Ngày ra trường
chuẩn bị mà là Gắn Lon, Tổng thống Thiệu hay là ông Kim hay là ông nào về Gắn Lon, cái hình ảnh nó còn còn nhớ lại không, mặc cái đồ nhớ không, nhớ lại lúc mình mặc đồ sinh viên rồi mình Gắn Lon rồi mình tung nón lên, còn nhớ cảnh đó không? Rồi cái thằng thủ phê sinh viên Sư Phạm nó bắn cái kiếm, bắn cái tên có không? Nó nằm ở đâu vậy, mấy chục năm rồi tại sao nó có? Là đó ai lại giao thức thì cũng vậy, giới tiêu quán vô lượng thọ mà con nhìn Đức Phật A Di Đà mà không nháy mắt mà một cây nhang hả, mà nháy cái là bỏ rồi, nháy cái là bỏ, coi như ngài đó không tính, là chấm lại cây nhang thứ hai. Liệu chừng nào mà một cây nhang mà vẫn thấy được Đức Phật A Di Đà, nhắm mắt lại vẫn còn, rồi nhắm mắt lại như vậy cho tới là hai cây nhang mà ba cây nhang cho tới 10 cây nhang, tức là quý vị dùng một ngày đó hầu như là nó tới 10 tiếng đồng hồ, mà cái thời gian nó luyện tập đó nó mất thật hầu như là gần 7-8 tháng mới đạt được cái đó. Mà cái thời gian cái người tu cái đó là hầu như là thời gian thì ở trên núi đó, nó có thời gian yên tĩnh đó, mới luyện vô quá. Thì luyện từ quán vô lượng thọ à, kinh quán vô lượng thọ là quán về cảnh giới của Đức Phật không à. Kêu là Đức Phật nó có ba loại tu tịnh độ: niệm Phật, trì danh và quán tưởng trì, quán tưởng danh hiệu, tướng hảo. Thành ra khi quán được Đức Phật, thành ra khi thầy vô phòng ICU, thầy nhìn Đức Phật A Di Đà con treo đó, thì trên này thầy tụng 10 tiếng rồi mà không có giảng sanh nóng ngực. Là lúc đó đó, thầy nhắm mắt lại thì ông Phật A Di Đà ông hiện ra ở trên đầu của thầy. Thầy rờ cái tay này vô và thầy nói với cái người kia: con hãy sử dụng cái gì của thầy. Thì khi thầy thắt vô một cái, tay thầy có nóng với cái chú giảng sanh quyết định. Và cái thần thức người kia họ đang ở đó, và thầy đụng vào cái chỗ nào có cảm giác là cái chỗ đó người đó biết. Và cái biết của người đó tức là cái phần mà tánh giác của người đó đi lên cái đầu, đi lên cái đầu chạm vào cái tay. Vừa chạm vào cái tay thì người này đang sử dụng cái hình ảnh Đức Phật A Di Đà ở trong tim, trong tâm của thầy. Và người đó thấy được Phật A Di Đà, thì lúc đó thầy tụng giảng sanh quyết định chân ngôn, thì lúc đó thần lực Phật A Di Đà kéo người đó chứ không phải thầy. Còn nếu mà không biết á, tôi đã chỉ một người, tôi đã chỉ một người huynh đệ của tôi làm cái phô qua này, nhưng mà ông này đó, ổng làm chưa đủ 10 cây nhang, ổng làm được 6 cây nhang rồi. Thì bắt đầu á, ổng nhắm mắt được 6 cây nhang, ngồi chờ được 6 tiếng đồng hồ, cái hình ảnh Phật Di Đà không mất. Và bữa đó có một người thân ổng qua đời, ổng sử dụng phô qua. Và tới giờ này đó, trong người ổng là hai người sau khi ổng sử dụng phô qua, ổng không, ổng chỉ thấy được Phật Hạnh Di Đà được khoảng chừng chút xíu à, có 5 phút nó mất hình ảnh nó đi, không có cái định lực. Và ổng tụng tới đó, sau khi ổng tụng xong cái nửa một tiếng giảng sanh, chú giảng sanh, thì ổng tự nhiên á, ổng là Nguyễn Quang, thì cái ông kia là Nguyễn Hòa, là ông em chết. Thì lúc đó là cái ông Nguyễn Hòa nhập cho ổng, hiện giờ cái ông đó còn sống, mà có khi buổi sáng là Nguyễn Hòa, có khi buổi chiều là Nguyễn Quang. Hai cái thần thức nằm trong một chiếc xe nó đi, một cái thằng này. Đó là cái chìa khóa thì nói bữa nay, hiểu chưa? Đó. Cái đó là không có gì là tà, mà sử dụng quá vô lượng thọ, mà nó chỉ có tích tắc. Khi mà cái người đó, đó họ chết rồi, cái kỹ này nói rất là dễ. Quý vị đã từng có bầu không? Trong này người nào từng có bầu? Đưa tay thì coi. Không, chỉ lên cái gì mắc cỡ lâu rồi, đưa tay xuống. Quý vị không thích ăn ớt mà cái thai gì nó thích ăn ớt, làm cho quý vị ăn ớt. Quý vị thường ngày thích ăn cơm khô mà cái bữa đứa bé nó thích ăn cơm nhão, tự nhiên quý vị ăn cơm nhão. Có người cả một đời không bao giờ thích ăn đồ Mỹ, tự nhiên đứa nhỏ nó làm ăn đồ Mỹ, có không quý vị? Nó thay đổi vị giác quý vị thì cũng vậy. Cái phô qua này là lúc này cái người chết đó, cái thân thể họ hư rồi, nhưng mà cái phần, cái tâm linh họ còn nguyên. Do đó thầy thông lai sử dụng cái gì, nếu mà tiếng đầu tiên thầy không thể sử dụng phô qua được thì mới chết có cái nhãn thức thôi. Có phải lần đầu tiên trong bệnh viện mà muốn chắc cái người đã chết không, bác sĩ mới lấy cái đèn mở con mắt coi con người có nở không, có như vậy. Sau đó họ kêu, họ kêu tên mà cái người đó có tỉnh không, mà có lỗ tai đã chết là tiếng thứ hai. Tiếng thứ ba là cái lỗ mũi này không còn nếm được mùi vị. Tiếng thứ tư là cái lưỡi cứng ngắc là không nói chuyện được. Tiếng thứ năm là toàn thân là không có cảm giác nữa. Tiếng thứ sáu là cái ý thức nó đi ra ngoài luôn. Tiếng thứ bảy là lúc này không còn đứa cháu nội, đứa cháu ngoại là ở đây, mình kêu mình cũng không có thương đứa nào hết, chỉ còn là cái thứ tám. Nhưng mà khi sau khi mà đúng 8 tiếng rồi thì những cái thằng thứ tám chưa ra thì thằng ý thức ở đâu quý vị? Thằng ý thức nó lò mò ở đó. Mà cái công cũng là thằng ý thức, mà cái tội cũng là thằng ý thức. Thằng thức thứ sáu lúc đó, thức thứ sáu nó đọc được tư tưởng của thầy. Khi thầy rờ tới đây thì cái hình ảnh Đức Phật Di Đà mà thầy luyện quán vô lượng thọ, nó sẽ đập vào ở trong cái đầu của cái ông chết kia. Và cái tạng thức của thầy connect với tạng thức ông kia là một. Và như vậy khi đó thầy tụng chú, thì vô tình tụng chú A Di Đà, thì lúc đó cái thần chú đó là cái thần chú của Đức Phật A Di Đà giảng sanh quyết định chân ngôn.
mà sử dụng phải qua được 10 cây nhang mà nhắm mắt lại thấy được hình ảnh Đức Như Lai trong đầu mình thì người đó mới được làm phô qua. Còn làm mà chỉ được 1 tiếng 2 tiếng kéo người ta chưa ra, chưa đi được lên tới cái Đức Phật A Di Đà trong này mất cái hình tượng này thì người này ở lại trong cái thân tứ đại quý vị, mà quý vị không có ông thầy đầu trục cái người đây ra được hết. Tôi đã làm rồi, tôi để mỏ trên đầu tôi tụng tăng kim cũng không làm được, vì họ không phải là ma mà họ do đi theo cái quá vô lượng thọ, đi theo cái lực của cái thành chú mà mình tụng và kéo họ vô, kéo tới đây cũng như phải kéo lên nữa thì mới lọt lên, kéo tới đó rớt bỏ là họ lọt tâm á, cái họ ở trong người mình liền, ở trong mình liền thì họ không chịu đi nữa. Thành hai cái thần thức ở trong một cái lê thân tứ đại, mà cái ông hai này ở như vậy còn 20 năm thì vẫn còn ở đâu quý vị, mà nó rất là đau khổ, không ai trị được, không ai trị được, không phải là ma. Mà tại vì cái ông ma đó là tự động nó vô nó chiếm nhà quý vị, quý vị chúng ta đằng này cái người anh dùng chú kéo người em mình cho vô mà mình kéo mình đẩy không được thì mình tiêu, mình không có giữ được chiếc Phật A Di Đà bằng cái phương pháp quán vô lượng thọ. Thành ra từ nay thầy nói rồi, tiếp theo một trường hợp nữa là người chết mà vì tai nạn xe hơi. Quý vị đang đi chơi nè, quý vị đang lái xe nè, đi giữa đường á, quý vị đụng cái đầu quý vị chết, quý vị có niệm Phật được không quý vị? Lúc đó đi về đâu? Chết vì tai nạn là 90% không cứu gì được trong trợ niệm hết. Vì khi mà accident mà đụng chết như vậy đó là nó đưa về nhà xác, nó khám nghiệm để nó lấy đủ thứ chuyện, có không quý vị? Nó xác định tử thi đủ thứ để nó sợ thưa ra tòa, rồi cái khe này phải chờ cảnh sát điều tra đủ thứ, nội cảnh sát nó để đó rồi nó đo nó lường nó tự lan kết, đó là quý vị thấy hết cái thời gian cái hộ niệm rồi. Cái người này không có cái chen nhãn sắc đâu, thì có người chết hoạn tử như vậy cho thấy họ hết phước rồi, họ mới chết hoạn tử đó quý vị. Do đó chỉ có cách tụng kinh gì quý vị trong thời gian đó họ trở thành ở một loại là không có được siêu. Có tính hỏi gì không? Dạ, với Đức Phật con hỏi sư phụ là giống như là... Con lấy cái microphone để cho người ta nghe. Dạ, với Đức Phật, kính chào sư phụ, kính chào đại chúng. Dạ, con không muốn hỏi... Nếu... Đây là câu hỏi, hỏi rất là hay. Chú Pháp Đạo này đó là đệ tử của thầy cách đây cũng là gần chục năm rồi. Thì chú là người New Jersey, quý vị biết, quý vị mà nghe những cái băng cũ thì lâu lâu nghe Pháp Đạo và góp ý trong những cái băng quý vị nhớ không? Là chú đó, ở người New Jersey. Thì chú nói trên đường, chú đi dự pháp hội trên đây là chú nói về cái background của chú là hàng ngày chú đều một trước khi đi làm là tụng chú Lăng Nghiêm, sau đó là niệm Phật có không? Và trên đường chú đi qua đây là con liên tục thì chú Lăng Nghiêm phải không? Thì liên tục. Thì như vậy lỡ mà accident xảy ra, bây giờ thầy nói trường hợp con trong lúc đó con đang niệm tụng chú Lăng Nghiêm nha, và một trường hợp thứ hai là con đang tụng A Di Đà nha, thì nó sẽ đi thế nào? Nếu trong lúc con đang trì chú Lăng Nghiêm mà tai nạn xảy ra thì chắc chắn là khi con tụng trì chú Lăng Nghiêm mà tai nạn xảy ra, khi con trì chú là có gì 84.000 kim cang tạng dương Bồ Tát hộ con, mà con bị đụng như vậy cho thấy rằng đây là cái nghiệp ác mà con phải trả. Vì có khi tụng chú là có chữ thiên mà là trước là chú Lăng Nghiêm, trong cuốn này nó nói là có 84.000 kim cang tạng dương Bồ Tát theo hộ con, thì bảo đảm con sẽ đi giống như là ngài Bụt Kiều Liên mà ngài bị ngoại đạo đánh tan nát vậy đó. Vậy con đi trong chánh định, con tụng chú là con đâu có đi trong tà niệm được, đi trong chánh niệm. Và khi đó con cộng với đụng cái rầm con chết, người đụng như vậy không có cảm giác đau đớn, nhưng mà đang tụng chú Lăng Nghiêm, thành ra con đi ra một cái đó là con đi, người tụng chú Lăng Nghiêm là sẽ đi trên cái đỉnh đầu quý vị ạ. À, nhưng mà nếu mà con đi đỉnh đầu mà con chưa có phát nguyện tu tịnh độ đó, người tụng Lăng Nghiêm không mà chưa tu tịnh độ á, thì cái người này giống như mua một cái vé máy bay, thần thức con sẽ về cái cõi trời tịnh cư thiên. Tịnh là tịnh độ, cư là cư trú, thiên những vị này ở đó để mà chờ cái lúc mà họ có một thời gian ngắn để họ niệm Phật trong trạng thái một ông thiên tử cõi trời. Tịnh cư thiên, tịnh cư thiên là một cõi trời cao lắm, gần như cõi trời tứ thiền của A-la-hán vậy. Và ở đó con bắt đầu con trạng thái con là con quá sanh, đụng cái rằm mà con tụng chú là con đi thần lực của kim cang tạng dương, ngày đẩy tụi con lên, và lúc đó con tụng trong chánh niệm, cái thân trung ấm con sẽ cái ngóc cái đầu đi lên. Người tụng chú là cái người đó cái thân trung ấm sẽ đi lên, người không tụng chú
thì thân trung ấm đi đi xuống. Trong kinh mà nói về thân trung ấm, lúc đó thân trung ấm cũng sẽ bay lên tịnh cư thiên, cõi trời đó, ở đó là những chư thiên tử tiếp tục niệm Phật, và trong thời gian ngắn, từ 1 ngày tới 7 ngày, và bắt đầu con sẽ đi quá sanh về cõi cực lạc. Đó là được học thì chú, đại bi, à, thì chú là nghiêm không. Còn con đã có tụng kinh A Di Đà, con đã có phát nguyện vãng sanh, thì đùng một cái rầm con té ra một cái, lúc đó là con thấy Đức Phật A Di Đà ngay. Tại sao vậy? Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng phóng quang, mà tại vì mình không thấy, mà do mình không thấy gì mình kẹt cái gì, mình kẹt cái thân tứ đại này nè, người phàm bất thực nè. Con vừa thoát ra khỏi cái thân tứ đại, đụng cái rầm mà chết liền, con không có đau. Quý vị đồng ý không? Khi một viên đạn mà nó đi cái rầm, có khi cái vô người quý vị đồng quý vị còn chưa biết đau đó, huống gì là nó đụng cái chết liền. Quý vị đi lên ngay cõi cực lạc dưới cái mà cộng nghiệp của quý vị là đã có cái chủng tử Phật A Di Đà, vừa ra là thấy Đức Phật A Di Đà. Thì theo những cái người mà họ ghi lại Lai Áp Từ Đế, những cuốn chiến trong Nguyên Phong Dịch Thuật có quý vị, những vị sư Tây Tạng viết lại, đa số những người mà họ chết đi một ngày hai ngày họ sống lại, mà do 800 trường hợp các bác sĩ Hoa Kỳ đã ghi lại có không quý vị, và họ thấy rằng họ được cứu khúc, những người mà tự nhiên họ bị hớt hấp tắc họ chết, có người thì bị trong cuộc chiến họ bị tai nạn, họ trúng trái bom nổ quá họ chết, thì họ đi ra một cái ào, một cái anh kia là lính cửa mình của địa vị thế chiến, ông bò qua bị cái đó mình đứng bất xả nổ một cái, và ông tức quá ông chết. Nhưng mà lúc đó ông thấy ông đi ra một cái đường hầm, ông bay qua một cái đường hầm màu trắng, và tới cuối đường hầm ông thấy một cái người thân trắng xó hào quang, nghĩa là đứng đó, thì ông đó là người Công giáo, ông nghĩ đó là Thượng Đế, quý vị hiểu không? Như vậy Đức Phật A Di Đà là gì? Thì mình nghĩ đến Đức Phật A Di Đà. Vì ông đó người Công giáo, ông nghĩ tới Đức Chúa Trời, thì ông hàng ngày ông nhìn thấy cái hình Đức Chúa Trời. Còn mình là Phật A Di Đà, thì lúc đó mình tiếp nhận được hào quang Đức Phật A Di Đà và mình về cõi cực lạc ngay. Nhưng mà con chết kiểu đó là con trả một cái nghiệp kêu là nghiệp cảm tử nghiệp, mà nó kinh khủng lắm, nó đọt lên hết cái. Mình có ba cái phước báo về tài sản là những người bị băng đốc si, là cái phước báo đó là cái nghiệp nhẹ nhất rồi mới bị băng đốc si. Cái đó nữa đó, mà nặng chút nữa đó, là chúng ta bị bệnh mà chúng ta bị gãy tay gãy chân cũng còn nhẹ hơn là cái người bị bệnh mà đụng một cái chấn thương thọ não, hoặc là nó bể một mạch máu, chúng ta trở thành là người thực vật. Thì cái người đó tuy là thân thể không có bị thương, nhưng mà chúng ta bị hết cái trí huệ. Làm sao quý vị tu để giữ được cái trí huệ này là cái cuối cùng đó quý vị. Vì muốn vãng sanh, lúc chết tâm thần không điên đảo, có không quý vị? Cái đó là quan trọng nhất. Nhưng mà lúc con bị đụng vậy con có điên đảo không? Mà con không có điên đảo, vì con đã tụng chú. Nhưng mà cái bà kia đang tính toán, trời ơi chiều nay đánh football không biết cái đội nào bắt, phải không? Ngày xưa mà con còn chơi football cái gì, mà nói bữa nay mình bắt cái đội Đà Lạt đấu với cái đội Phi La mà under over. Thì lúc đó con mở ra vô, con nghe chết cha nó rồi, đã mình bắt over mà giờ nó under. Thì lúc đó con điên đảo không cái gì? Đụng cái làm chết đi đâu? Đi xuống. Mà cái người tụng chú tâm thần có điên đảo không cái gì? Lúc đó đâu điên đảo. Thì như vậy là cái người đó đi về mười phương cõi Phật. Hiểu chưa quý vị? 6 giờ rồi đó. Bữa nay tôi nhá cảnh cái phô qua, chị thấy không? Là tụi con nắm được cái chìa khóa 80% này đó. Nhưng mà cái cuối cùng là không có chỉ. Giờ đi tu là chỉ, bỏ vợ đi là chỉ. Thật ra đó, cái về tịnh độ này nó hay lắm quý vị. Nó mênh mông lắm, nó hay lắm. Và quý vị thấy rõ, Đức Phật Thích Ca không gạt chúng ta, Đức Phật A Di Đà không gạt chúng ta. Nhưng mà tại vì chúng ta không hành trì đúng thôi quý vị. Kỳ này về đây là lần đầu tiên mà thầy lại đến đây một cái vùng mà thầy lại xì ra những cái mà về tu phô qua, chứ chưa xì chỗ nào hết. Không. Tại vì ở đây tại sao tôi xì vậy quý vị? Tại chưa có đứa nào chịu xuất gia luôn hết. Sở dĩ tôi tổ chức xuất gia vô duyên là vì mỗi một phát tu, tôi tìm những vị đời trước đã có chủng tử là xuất gia rồi. Đức Đạt Lai Lạt Ma ngày sinh ra mà ngày giờ có đệ tử đi tìm, chứ nếu không tìm thì làm sao mà tìm được? Ngày ngày cũng giống như những đứa trẻ bình thường, có không quý vị? Và bây giờ rất nhiều những người đã từng là những cái vị mà đại tăng đời trước rồi, quý vị sanh trở lại mà quý vị không có người mà hướng dẫn. Do đó tôi tổ chức xuất gia vô duyên tốn kém như vậy không phải là cái gì hết. Tôi muốn tìm những người đời trước đã từng là những vị đại tăng mà họ đi quên để họ trở lại. Mà tới hồi qua nay có đâu có cậu đầu có tu ở đây, hình như cái vùng Phi La này rất sợ cậu đầu, lạ lùng lắm. Nghĩ nào nghĩ không, thành ra đối với vậy là đông với họ rồi đó, họ lúc hồi quý cái đầu dễ sợ lắm quý vị ơi.
Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, quý cái đầu phải không? Quý đầu không? À, quý cái đầu không? Ai quý đầu cái đưa lên cái đầu quý. Thường thường á, cái đầu mình ai đụng tới cái đầu mình nó được đụng cái đầu tao nhà ba má tao là còn không đụng có không quý vị? Nhưng mà cái đầu mình tôi nói quý vị nè, cái đầu mình và đầu chó, đầu heo, đầu nào giá trị hơn? À, đầu heo, đầu gà, đầu vịt, đầu chó và đầu người. Bây giờ bữa nào đó có cái bà nào trong này ngon lành nha, chết với cái gì chút thì con được giảng sanh. Khi nào mà con được giảng sanh rồi đó, con có thời tướng nóng trên đầu, trên trán rồi, trên đỉnh rồi đó, con không khe nữa. Đây là đồ bỏ, con hiến cho sư phụ cái đầu. Lúc đó tôi xin phép tôi cắt cái đầu tôi tặng cho quý vị. Quý vị, và tôi tặng cho một cái đầu vịt, đầu gà, thì quý vị lấy đầu vịt, đầu gà hay là lấy đầu người? Hả? Lấy đầu nào? Lấy đầu gà còn có uống rượu được, đầu vịt cũng uống rượu được, lấy đầu chó thì mấy người mang thịt chó họ cũng ăn được. Nhưng mà đầu người không ai dám lấy, cái đầu như vậy tại sao không quý? Quý cái gì? Thấy rõ chưa? Có ai dám tặng đọt cái đầu người dám lấy không quý vị? Mà nhất là cái đầu của ông Dượng trả lấy ra mình đó. Sở dĩ con đi tu vì đầu con có ghe. Không, đó là những cái quý vị thấy nè. Còn những người đó là tôi nói nãy là Pháp Đạo cho một câu hay, con đang trong chánh niệm mà, con đâu có điên đảo mà, lúc chết tâm thần không điên đảo, phải không? Thì làm đương nhiên là con được giảng sanh à, được cái là con đi lên cõi tịnh cư thiên liền. Còn nếu mà trường hợp tự tử giải thông, cái đứa mà tự tử là sao quý vị? Tâm hồn nó có điên đảo không quý vị? Tại sao nó tự tử quý vị? Đố không dựa, tại sao mà nó tự tử? Dạ, thất tình đây. Rồi, đó. Rồi thất gì nữa? Dạ, thất học. Rồi thất gì nữa? Thất mùa. Dạ, thất rinh. Thật ra đó, bữa đó có một cái ông thầy quốc danh mà ông giải thích cho một cái bà Phật tử tôi hỏi cúng tường thất. Ông Dượng, bữa đó cái bà đó nói con nghe coi. Dạ. Bữa đó ông thầy cúng thất đó lên nói cho nghe. Dạ. Đây. Sư quốc danh cúng thất tôi nghe nè. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, cái chuyện này có thật chứ mà gì? Có sư quốc danh ở bên Việt Nam mới qua đó. Thì bữa đó đi ngồi ở chùa đó, thì có một cô Phật tử đó, cô tới hỏi, cô tới cúng thất á. Thì cô nói, dạ thưa thầy, con từ đó giờ cúng thất gì chứ cho ba con gì chứ con không biết ý nghĩa chứ cúng thất là gì hết. Thì ông nói, úi giời ơi, cái gì, cúng thất mà chả biết gì hết. Cúng thất là thất tình nhá. Tuần đầu là thất tình, tuần nhì, thứ nhì là thất mùa, thứ ba là thất học, thứ tư là thất chinh. Thất tiết nhé, thất thoát nhé, cái thất bại, dạ thất bại đó, nó bảy thất là đúng rồi, đấy nhớ nhé, ai hỏi cứ thế là trả lời nhé. À, như là vậy. Câu trả lời cúng thất của sư quốc danh do ông Dượng diễn lại đã chấm dứt thời pháp thoại chiều nay. Thầy trò chúng ta có một bài pháp rất là quan hỷ, vừa lợi cho người già và lợi cho người trẻ. Chúng ta hồi hướng để chuẩn bị ăn cơm chiều. Quý vị thấy rõ hồi nãy Đức Phật giảng không? Nghe kỹ nha, nghĩa là mà tu mà khổ hạnh quá đó cũng không được, mà tu mà sung sướng quá không được. Do gì? Tôi nghe Đức Phật Thích Ca nói hồi nãy, la mấy ông năm anh em Kiều Trần Như đó, thành vì vậy con tham chiếu theo cuốn phim hồi nãy, chính Đức Phật Thích Ca nói không được ăn khổ hạnh quá, thành ra cho đệ tử ăn kiều, được không quý vị? Nguyện đem công đức này không có chú được giảng sanh, và chỉ cứu thoát khỏi ba đường ác, địa ngục và quỷ súc sanh, người đó sẽ thành một người quỷ. Tự tử là cái giới đầu tiên, là cái giới sát sanh, phải không quý vị? Mà mình giết cái thân thể cho cha mẹ đưa ra là bất hiếu rồi, phải không quý vị? Và như vậy chỉ có tụng kinh Thủy Sám là một, Lương Hoàng Sám là hai, và kinh Địa Tạng trong 49 ngày để chi? Để cứu họ thoát khỏi ba đường ác. Còn cái chuyện giảng sanh không có đâu quý vị, hiểu chưa quý vị? Rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, nhà Phật xin quý vị nào ăn pháp đạo là một nha. Rồi quý vị tình nguyện để ngày mai mặc quân phục chúng ta làm lễ cho... Từ 7 giờ rưỡi tới 9 giờ rưỡi trở lên nghe tiếng pháp tiếp. Quý vị muốn nghe pháp nữa hay là đủ rồi? Rồi, nghe nữa, giảm tiếp nữa, cuộc đời ngày Hư Văn Đại Sư.
Từ 7 giờ rưỡi tới 8 giờ rưỡi, tới 9 giờ rưỡi. Dạ bây giờ thì anh Pháp Đạo này là một nè. Hồi nãy tôi thấy có cái cậu hơi đen đen đứng đây đó kêu rồi. Tôi chấm mà tôi thấy không có đi rồi. À, gặp tôi bây giờ là 6 giờ 10. Thì 6 giờ 25 đi. Gặp tôi ở tại... giờ ăn đêm nâng chiếc cơn ta đồng giấc chia nào mời anh nào mời em chan nước canh hay cùng chấm tương mời chị đến mời em đến nâng đũa lên ta dùng bữa ngon giờ ăn đêm xin cảm ơn người cảm ơn đời giờ ăn đêm chiếc cơm ta đồng giấc chia nào mời anh nào mời em chan nước canh hay cùng chấm tương mời chị đến mời em đến nâng đũa lên ta dùng bữa ngon giờ ăn đến xin cảm ơn người cảm ơn đời. Chi ân quá nếu gieo nhân ta cái vô ưu
sao trái lần vòng cây. Hãy
Rồi, rồi, rồi. hôm nay có duyên lành
thầy đến đây lần thứ hai tại chùa Bồ Đề làm lễ xuất gia gieo duyên để mà gieo duyên lành với Tam Bảo cho các tân sa di và tân sa di ni tu xuất gia đoạn kỳ và các cư sĩ tại gia vì cuộc đời ở thế tục gia duyên ràng buộc không thể xuất đời các ái ly gia để mà làm sứ giả Như Lai. Nhưng với công đức tu bát quan trai giới, quý vị chỉ thua của sa di, sa di ni có hai giới. Với công đức tu một ngày một đêm, hai ngày hai đêm này, quý vị bằng 10 năm ở ngoài đời. Do đó hôm nay, thầy phụng trì di giáo Đức Phụng Sư Thích Ca Mâu Ni xin truyền giới cho các giới tử. Các giới tử nghe đây. Chư Phật ba đời không giết hại chúng sanh. Hôm nay quý vị tu bát quan trai và xuất gia đoạn kỳ làm sa di sa di ni. Quý vị nguyện trong thời gian tu học một ngày một đêm cho tới hai ngày hai đêm, quý vị không phạm giới sát sanh có được không? Đó là giới thứ nhất. Giới thứ hai cho các giới tử tu bát quan trai và xuất gia gieo duyên. Chư Phật trọn đời không tham lam trộm cắp tài sản của chúng sanh. Các giới tử của bát quan trai và xuất gia gieo duyên có giữ được giới thứ hai là không tham lam trộm cắp hay không? Chư Phật trọn đời không có coi như là làm chuyện dâm dục. Do đó chư vị tu gieo duyên đã có đôi bạn và chư vị xuất gia gieo duyên cũng có đôi bạn. Trong thời gian quý vị nhận giới xuất gia và bát quan trai giới, quý vị nguyện giữ không dâm dục được không? Đó là giới thứ ba. Giới thứ tư, chư Phật không bao giờ nói lời vọng ngữ, nói lời ác khẩu, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Lời nói của chư Phật ra đều đem lợi ích cho người, cho đời. Hôm nay quý vị tu bát quan trai và xuất gia gieo duyên, quý vị giữ giới thứ tư là không nói lời vọng ngữ có được hay không? Giới thứ năm, chư Phật trọn đời không uống rượu và các chất say. Trong thời gian tu bát quan trai giới một ngày một đêm và tu xuất gia gieo duyên hai ngày hai đêm, quý vị nguyện không uống rượu được không? Đó là giới thứ năm. Giới thứ sáu, chư Phật không bao giờ nằm giường cao chiếu rộng. Đức Phật sinh ra đời dưới ở gốc cây, rồi Ngài học đạo ngồi thiền dưới gốc cây và Ngài xả báo thân để mà nhập niết bàn dưới những gốc cây. Do đó làm đệ tử Phật, chúng ta nguyện nằm ở dưới đất mà không có nằm giường cao chiếu rộng. Trong thời gian này, quý vị chịu giới thứ sáu là không nằm giường cao chiếu rộng được không cả hai giới? Giới thứ bảy là chư Phật ăn bữa ngọ, không có ăn sao ngọ. Buổi sáng là chư thiên thọ, buổi trưa là chư Phật và buổi chiều là loài ngạ quỷ. Do đó Đức Phật chế giới là không ăn phi thời. Không ăn phi thời có nghĩa là ăn đúng thời đúng mức. Các vị nào lỡ bị bệnh tiểu đường cao máu, quý vị được ăn buổi chiều mà danh từ nhà Phật gọi là dược thực. Quý vị giữ cái giới thứ bảy là không ăn phi thời được không? Giới thứ tám cho cái giới mà tu bát quan trai và cái giới xuất gia gieo duyên là không làm trò múa hát, quý vị giữ được không? Và bây giờ qua tới cái hàng của xuất gia mà đoạn kỳ, quý vị sẽ không trang điểm, đeo tràm phan, không có make up, không đeo nhẫn, không làm những chuyện mà trang điểm cái thân tứ đại này, là giới thứ 9 quý vị giữ được không? Giới thứ 10 quý vị kia không có lật đầu nữa, quý vị sao? Giới thứ 10 là không được nghĩ tới tiền bạc, thấy không? Tâm lúc nào cũng thanh tịnh, đừng có nghĩ tới tiền bạc. Quý vị có giữ được cái giới đó không? Đó là 10 giới của giới xuất gia gieo duyên. Từ nay quý vị đáng bảo trọng trong cái thời gian này, giữ cho nó được tâm thanh tịnh. Quý vị đắc giới thì những người đã gửi trong cái giới đàn U Minh giới, ai được quyền lợi? Thứ nhất là bản thân quý vị. Quý vị dùng cái thân của cha mẹ, quý vị dùng đi ăn ăn của cha mẹ. Cha mẹ không tu lúc còn sống, bây giờ dùng cái thân tứ đại máu huyết của cha mẹ tu, thì cha mẹ trong đó được 7 phần công đức, thì cha mẹ được 1 phần. Mà 1 phần công đức của xuất gia gieo duyên, hồi nãy quý vị có đọc kinh công đức xuất gia chưa? Có lấy rồi đọc đi, lớn lắm quý vị ơi. Quý vị dù đem tiền bạc mà cúng cho tất cả các chùa chiền ở cái trái đất này cũng không bằng 1/16 của những người cạo đầu vô đây tu một ngày một đêm đó quý vị. Thành ra ông bà quý vị sẽ được ân trên công đức. Rồi mời quý vị ngồi xuống để thầy chuẩn bị chức pháp. Bây giờ là 8 giờ, tôi sẽ giảng 1 tiếng rưỡi là 9 giờ rưỡi. Và cái chương trình giảng tiếp là cuộc đời của Ngài
Hư Vân Đại Sư. À, mời quý vị đại chúng chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Bữa nay là bài pháp thứ 5, gửi từ ngày thứ 6 tới giờ. Mỗi một thời pháp tôi thấy từ 1:30 tới 2 tiếng. Những vị nào vì gia duyên ràng buộc mà ngày thứ 6 cho tới buổi sáng nay không nghe được, thì quý vị ráng giữ tới chiều nay, và quý vị ráng tu tới ngày mai. Chiều mai tất cả các giới tử ra về, các vị tu đây đều có một bộ DVD nóng hổi, vừa thổi vừa xem về nhà được không? Thì này là làm liền chứ không có đợi nữa đó. Thì bây giờ mời quý vị niệm Phật để bắt đầu buổi pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Đại Sư là một cái người Bồ Tát từ cõi trời đấu sức của Đức Phật Di Lặc hạ sanh xuống trần để mà chỉnh đốn lại cái Phật pháp Si Đồi ở tại Trung Quốc vào thời triều đại nhà Thanh. Ngài sống tới 120 tuổi và ngài nhập diệt năm 1959. Ngài sinh ra đời trong 100 năm tuổi đạo và 120 tuổi đời. Ngài đã trùng tu lại trên 400 ngôi chùa. Những ngôi chùa được xây từ đời Lương Võ Đế, những ngôi chùa được xây từ đời nhà Minh, nhà Thanh, mà trùng tu là 100 ngôi chùa, công đức lớn không quý vị? Rất là lớn. Ngài cho xuất gia hàng chục ngàn tăng ni, ngài quy y cho hàng cư sĩ hàng trăm ngàn người, và ngài đã đương đầu với một chế độ Mao Trạch Đông sau khi mà chiếm Hoa Lục năm 1949. Và ngài đã làm những trận cứu tế. Những thời gian đó ngài đã làm những cái trai đàn để mà cầu mưa, cầu đảo, cầu gió. Ngài đi đến đâu thì đem an lạc cho những cái chúng sanh tại đó. Có những dòng sông bị tự nhiên khô cạn, ngài làm một cái đàn mà cầu đảo, chưa được 2 ngày thì đã mưa xuống. Trong những ngôi chùa mà bị đất lở, núi sạt, nghĩa là nó những chân mưa ngầm nó làm sạt xuống, nó ngập ở dưới, ngài chỉ cầu chư thần núi và ngài tụng công đức, coi như là công đức gì quý vị, Bảo Sơn Thần Chú. Ngài tụng một đêm tới sáng, toàn bộ dãy núi dời từ bên đây dời bên kia, và ngôi chùa đã lồi ra. Và một cái dòng sông nó đi ngang chùa, nó sắp xói đi, ngài chỉ tụng một thời kinh Thiên Chú, Thiện Nữ Thiên Chú, trong là Thiên Lan Nghiêm Thần Chú. Ngài tụng 21 biến thì sáng hôm sau dòng sông đó chuyển đi qua chỗ khác. Cho nên thấy bây giờ quý vị lắng nghe. Và sau khi ngài đã hoằng pháp rồi, ngài đã nổi tiếng tại Trung Quốc rồi, đi tới đâu người ta cũng coi ngài là một vị Phật sống. Cho đó ngài mới tiến đường lãnh nạn qua Tây Tạng. Một cái vị mà tu sĩ mà khi nổi tiếng quá rồi đó thì ngài rất đột khổ đau vì Phật tử, và ngài trốn qua Tây Tạng. Nhưng mà qua Tây Tạng vì ngôn ngữ ngài không có nói được Tạng ngữ, do đó ngài đến đó chỉ đảnh lễ Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và sau đó ngài lại tìm đường đến Miến Điện. Ngài đến Miến Điện thì trong thời gian này các chư tăng Miến Điện cũng đều ăn cái đồ mặn giống như bên Tây Tạng, và ngài cũng không chịu được những cái ăn mà đồ mặn, do đó ngài mới tìm đường qua bên Sri Lanka và Tích Lan, Bangladesh, đi chiêm ngưỡng tất cả 16 quốc gia Ấn Độ thời Đức Phật còn tại thế, mà bây giờ nó trở thành là quốc gia gì quý vị?